Ok, chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay thì mình mới nhận được một cái tin nhắn của bạn Nguyễn Bá Vương các bạn. Bạn ấy yêu cầu mình là phải thiết kế một cái bộ in 3D cho các bạn đấy. Thì thông thường thì mình không có nhận thiết kế theo yêu cầu đâu các bạn, nhưng mà với bạn này và không phải với bạn này mà với cái bộ này mình thấy nó quá là hay nên mình phải quyết định phải chế ngay các bạn nhá. Mình phải quyết định là phải thiết kế ngay một bộ. Đây, bộ này nó sẽ như này nha các bạn. Đó. Đấy, mình thấy nó khá là chất. Bộ này là kiểu như là cỗ máy thời gian nha các bạn. Kiểu như là một cái cỗ máy thời gian nó chuyển động kiểu được cơ học rất là đẹp các bạn. Đấy, thì các bạn này có gửi file cho mình nhưng mà file này là của một bên nước ngoài các bạn, và cái file in này nó phải mua và mình cũng không có tài khoản và mình cũng không biết là nó bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà thôi mình thấy nó cũng mình có khả năng là thiết kế ra được một cái bộ như thế. Mình sẽ tự vẽ ra cho các bạn, tự thiết kế ra một bộ tương tự như vậy các bạn để xem là nó có đẹp không. Đấy, nếu mà nó đẹp thì mình lại biết đâu lại có một cái dòng sản phẩm mới gửi tới mọi người nhá. Đấy, thì mình thấy bộ này nó khá là hay nhá. Không chần chờ gì nữa, phải thiết kế ngay nha các bạn, thiết kế ngay cho nóng, đang có cái cảm xúc các bạn, đang có cái cảm hứng nên là phải làm ngay, không là nó mất hứng các bạn. Ok các bạn nhé, và sau tầm khoảng 3-4 tiếng thì mình cũng đã thiết kế xong rồi đấy các bạn. Đây chính là cái mô hình của nó nha các bạn. Đấy, nó sẽ chuyển động và mình sẽ chế cho nó thêm một cái gọi là cái bộ giảm tốc của các bạn. Cái bộ giảm tốc này nói chung là kiếm giá rẻ thôi. Ở cái bộ của người ta ấy, người ta sẽ chế cái bộ Arduino đấy, người ta lập trình để điều khiển, nhưng mà mình muốn giá nó rẻ nhất có thể nên là mình sẽ sử dụng một cái động cơ giảm tốc cho các bạn. Và cái động cơ giảm tốc này sử dụng trực tiếp điện 220V luôn các bạn, nó mà quay rất là nhẹ nhá. Đó. Tí nữa thì mình sẽ tiến hành lắp ráp cho mọi người xem. Đấy, ý tưởng đã có ở trong đầu rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành in thôi các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành xuất file và đi in 3D nha các bạn. Đó, có lẽ là in cái này chắc tầm nó khoảng nhanh thôi các bạn. Mình có 3 máy mà, in phát là vèo phát là xong luôn nha các bạn. Đó, đây là cái bộ in 3D mà là do mình thiết kế nha các bạn, chứ không phải là mua. Ok các bạn nhá, đấy, vèo phát xong luôn, 1 phút 30 giây là xong luôn nha các bạn. Đấy, cái này còn là cắt board đấy nha các bạn. Đây là cái phần đế này, đế máy. Và cái này cũng là đế máy luôn, cái nắp 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 vào nha các bạn. Đấy, nó sẽ sử dụng ốc này. Đó, đây là cái bộ phận GPro, gồm có 1, 2, 3 trục nha các bạn, 3 trục quay để cho cái đồng hồ nó lên cơ nha các bạn. Đây là cái phần thân này. Cái này chắc là mình sẽ bán theo cái kiểu như thế này, đấy, hoặc là lắp ráp sẵn, mà lắp ráp sẵn thì hơi lâu. Chắc là mình sẽ bán kiểu như này, cái giá rẻ rẻ để về cho anh em tự DIY nhé. Đấy, tay đồng hồ này, cảng quay này, màu hồng nha các bạn, màu hồng hết sức là nam tính mọi người. Đấy, màu hồng, bánh răng. Đấy, như vậy thôi nha các bạn. Xem bao nhiêu chi tiết đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 chi tiết nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt sứt bót và lắp ráp lại thôi. Trời ơi, chất 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 các bạn ơi. Đó. Nói chung là cái này cũng phải mài mài qua nha các bạn, mài những cái chi tiết thừa đi nhá. Đấy, bóc hết những cái sứt bót đi nha các bạn.
Ok bạn nhá, và đây là sau khi mà mình đã cắt đi cái support và chà nhám quánh qua cái bột bả các bạn. Đấy, cái này thì mình bả qua rồi tại vì bề mặt nó hơi sần sùi một chút nên mình bả. Thì nữa thì mình sẽ sơn lại nha bạn. Đấy, sơn lại nhìn nó sẽ bóng ngay. Đấy, cắt cái support đi thì xong thì nhìn nó sẽ rất là đẹp nha bạn các bạn. Đây. Mà cái này là mình đã chà nhám qua đi rồi nha bạn. Đấy, cái bộ mặt này là cái kiểu như là cái đồ trang trí ấy, nên là phải làm kỹ kỹ một chút nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn như kiểu là đẹp không tì vết đấy các bạn. Đó. Đấy các bạn, ba lỗ. Nét lên nẹt luôn nhá. Đấy. Sơn thêm sơn, lớp sơn bóng các thứ nữa thì chuẩn luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi gọi là đi mài một lần nữa, xả nhám nhá. Xong thì sẽ sơn lại cái này cho nó đẹp. Ok các bạn nhá, ở đây cái phần đế của nó thì mình đã gọi là phủ một lớp bột bả xong thì mình sơn lại nha các bạn cho nó bóng, có thể sơn thêm vài lớp nữa cho nó bóng hơn màu đen nha các bạn. Đấy, mấy cái này thì mình cũng đánh nhám qua rồi đấy các bạn, chung là cũng nét 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 hết rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gọi là màu tím nem này khá là hợp nha các bạn. Đấy, lắp vào rồi nha các bạn. Đây thì mình đã chuẩn bị thêm một cái động cơ giảm tốc nha mọi người. Đấy, động cơ này chính là cái động cơ tút năng của quạt nha các bạn, nó sẽ quay chậm chậm thôi. Ở trên cái bản mà trên mạng các bạn thì họ sử dụng Arduino và họ khi bật lên thì nó có thể lắc bên này lắc bên kia theo một chiều nhá. Nhưng mà cái này thì nó sẽ mình bật lên là nó sẽ quay nha các bạn, chứ không có lắc đi lắc lại nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp vào nhá. Ok các bạn, và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái bộ lên cót cho đồng hồ các bạn. Đây, gọi là cỗ máy thời gian nha mọi người. Nó sẽ sử dụng như một cái gimbal các bạn. Đấy, nó sẽ quay để còn làm cái chuyển động cái bánh đà của cái đồng hồ cơ nha bạn. Đấy, đồng hồ cơ đằng sau này này các bạn, nó sẽ có một cái bánh đà như này các bạn. Đấy, khi mà mình chuyển động ấy thì nó sẽ lên cót cho đồng hồ nhá. Mình đeo vào tay thì nó có thể là lên tự động lên cót, nhưng mà không có đeo các bạn, ví dụ như là để ở tủ chẳng hạn thì đắp vào đây
thỉnh thoảng mình để bàn làm việc chẳng hạn các bạn nhá. Đấy, bật vào đây. Đấy, nó sẽ tự động quay. Nhìn nó cũng khá là giảm stress các bạn. Đấy, đây là cái để đồng hồ nha. Để đồng hồ này thì nó cũng có một công dụng, đó là tăng lên nha các bạn. Đấy, đồng hồ nó lắp vào đây và thấy lỏng lỏng thì các bạn có thể vặn bánh răng. Đấy, nó sẽ kích cái này lên để làm cho cái đồng hồ nó chặt lại nhé. Đấy, đây là cùng một con ốc thôi bạn. Kích lại con ốc lên nha các bạn. Đó, kích cái này thì nó sẽ cao lên để khóa cái đồng hồ lại các bạn nhé. Đấy, cao lên này. Mình vặn xuống là nó sẽ xuống nha. Đấy, kết hợp màu tím và hồng gọi là rất là thời trang luôn các bạn. Đấy, đây là khóa lại này các bạn. Đó, khóa lại thì nó sẽ nhỏ lại nha các bạn. Ngược lại là nó sẽ to ra. Rồi bây giờ test thử nha. Test thử cho anh em xem này. Đây các bạn. Đấy, lắp vào nó sẽ vừa khít như này nha các bạn. Nhìn kiểu rất là cơ học các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bạn nha. Đấy, nó sẽ chuyển động này, mình có thể tháo ra để đeo này, hoặc là không đeo thì mình có thể lắp vào đây cho nó gọi là chuyển động cơ học. Và cái đồng hồ này và cái động cơ giảm tốc này các bạn, nó chính là cái động cơ của tuần năng quạt các bạn, nó rất là khỏe, nên là cái bộ này nói chung là chạy không biết bao giờ mới hỏng các bạn, tại vì nó có tải gì đâu, chạy rất là nhẹ và đặc biệt là nó không hề gây ra tiếng động như các bạn. Đấy các bạn, mình có thể dí sát mic vào đây nhưng mà nó hề không hề có tiếng động gì nha các bạn. Đó, quay cực kỳ là êm luôn. Đó các bạn nhé, một cỗ máy thời gian khá là đẹp.